Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Loa Hay. Mình là Hưng, thành viên của Loa Hay Team. Hôm nay vẫn tiếp tục với chiếc mixer SD của Digico. Loa Hay sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa mixer về trạng thái default và cách lưu một cảnh mới trên chiếc mixer nhằm mục đích chúng ta có thể setup một chiếc mixer sau khi người khác đang sử dụng để có thể control thuận tiện nhất và không có những nhầm lẫn đáng tiếc. Và đầu tiên, để đưa mixer về trạng thái default, mình sẽ chuyển về màn hình screen và mình sẽ chọn vào file, chọn session. Ở đây, trong session chúng ta sẽ có thể thay đổi số lượng group và số lượng ốc. Đó. Shift ốc mono và ốc shift tag. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ có thể thay đổi là 5 ốc shift tag chẳng hạn với 2 ốc mono. Và nhân vật chính của chúng ta ở đây đó là default on. Chúng ta sẽ chọn default on và chọn tick, chọn yes. Chúng ta sẽ mất khoảng 30 giây để mixer đưa về trạng thái default. Đó. Như các bạn đã thấy, những setup của mình trước đó, ví dụ như group control và EQ hoặc là matrix đều không còn. Và bây giờ, sau khi chúng ta đã setup một file của chúng ta đang làm việc và muốn lưu lại đơn thuần, chúng ta sẽ vận chuyển về màn hình master screen và mình sẽ chọn vào layout, xin lỗi các bạn, mình sẽ chọn vào file và chọn vào save session. Đó. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái tên mới, ví dụ như là SD series chẳng hạn và nhấn OK. Sau đó mình sẽ chọn save. Đó. Sau khi control khác và muốn gọi lại cái cảnh vừa rồi của mình thì mình sẽ chọn vào Loa Season và Loa Hay SD Series và chọn Loa Yes. Đó. Thì những gì trước đó mình đã setup sẽ được gọi ra. Tương tự với như các mixer khác thì với chiếc SD chúng ta sẽ mất vài giây để gọi cảnh. Còn với Slapshot thì sẽ rất là nhanh vì các Slapshot đó sẽ nằm trong một cái scene. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nếu có câu hỏi muốn đặt cho Loa Hay về lĩnh vực âm thanh hoặc là với SD series, hãy để lại comment dưới phần bình luận. Loa Hay sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của SD series.